Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Sau khi buổi tối hôm qua mà em đi làm buổi đêm nên đánh cây rơm to như này các bạn này. Giờ em sẽ chỉnh sửa thêm một ít nhé. Buổi tối hôm qua thì em quay cận cảnh chưa được quý anh chị nhé. Em có đưa lên rồi thì một số anh em nói là cây rơm chưa được ạ. Đây con cảnh em đưa cây rơm cho quý anh chị đây ạ. Đây, như quý anh chị thấy em zoom to đây này. Đó, ngọn này. Cây rơm này của em này em tính rồi trị giá khoảng 5 triệu các bạn nhé. Đây, đó. Em đi cái góc độ chân thật nhất các bạn nhé. Đó, từ dưới lên trên này, nó khoảng tầm 2m, 4m rưỡi các bạn nhé. Tầm 4m rưỡi trên ngọn này, núp cái cây hôm qua của em rồi. Đây, quan trọng là người đánh rơm để trên, người đưa rơm, kỹ thuật người đưa rơm một phần, người đánh rơm nữa các bạn nhé. Người bỏ rơm sau cho đều, em sẽ tuốt chải, chưa tuốt chải các bạn nhé. Đây, sau đây sẽ tuốt chải như này xuống thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, như vậy ạ. Đây là toàn cảnh em Tony Tiến quý vị ơi. Đây, cây rơm này là sản phẩm tay hôm tối qua em làm được buổi tối nhé các bạn nhé. Vì buổi tối ở đây này, xa nhà thì nó cũng không có bóng điện nên nó cũng hơi bị tối các bạn nhé. Cũng em cũng bật đèn led lên, mà đèn led lên thì được cái ánh sáng nó được cái đoạn mặt thôi các bạn ạ. Một tí thôi, còn toàn bộ không có, nó đen thui ạ. Nên tối hôm qua em cũng review về đống rơm rồi mà. Hôm nay em cận cảnh quay đống rơm nhé. Cái đống rơm này nó nhiều chuyện sự tích các bạn nhé. Ngày xưa thì tụi em nhỏ hoặc là hồi thanh niên này, cái chuyện mà ở đống rơm này là rất vui các bạn nhé. Rất ý tưởng ở góc đống rơm này các bạn này. Giải ra cái này mà đôi nam nữ giải ra thì rất là dặm, chứ cởi áo ra thì không dặm đâu các bạn nhé. Có đồ nó thì vẫn êm lắm các bạn nhé. Chuyện đống rơm ạ. Em kể chuyện với quý anh chị là chuyện đống rơm ạ. Đây thì em chảy ruốt đây còn mấy rơm đây ạ. Mới còn một xe đây các bạn nhé. Xe ba gác đây. Quý anh chị đó, cái xe đó để bọn em sẽ để trên có ngọn cho nó sút xuống ạ. Tối hôm qua em làm là hơi tối là đưa lên trên thì quý anh chị nhìn không thấy đâu. Đó, như quý anh chị thấy đấy. Đó, anh có đưa rơm được anh đưa lên trên ngọn một tí đi. Đưa một xèo hay một chọc hai chọc thôi. Thế thôi. Thế thôi. Kể cho đấy thì đạp chi nữa, hỏi đạp đi. Đạp trên đạp chắc được không? Đạp chắc được không? Chuồn chuồn bay vào đến các bạn này, bay vừa này trời không mưa đâu các bạn nhé. Đó, những chú chuồn đã bay này. Đấy, con cảnh đánh rơm của thôn quê miền Trung Sơn Đòn này các bạn nhé. Hả? Đẹp như cây to ba chả. Đây là cây đẹp là do người đứng trên nên do em Tony Tiến nhé. Người đưa rơm thì trách nhiệm người đưa rơm, người làm sao cho tròn các bạn ấy, to đấy các bạn thấy không? Nhưng sau giờ này hôm nay thấy nhìn cái hôm qua nhìn cái gốc nó nhỏ mà hôm nay nhìn gốc to thế. Cái gì đít gì đi. À chảy xuống à. Anh có chảy xuống sơ qua các bạn nhé. Hôm qua em đánh tòe ra một chút thì giờ anh chảy xuống nhìn đẹp các bạn thấy chưa? Nhìn xa cái rơm đấy ạ. Nó chưa, sau đây em lún xuống em sẽ làm ngọn nó to nhọn lên thì nó đẹp hơn các bạn nhé. Làm như kiểu cái chum vại các bạn nhé. Chưa biết dài mà cái sau mình làm cái ngọn lên làm như kiểu chum nó mới đẹp. Ở giữa nó phình ra các bạn nhé. Đó, cảnh cái rơm này thì theo em nghĩ là hiện tại giờ là nông dân Việt Nam mình đánh cái rơm này là rất khó các bạn nhé. 1, 2, 3 em tính nếu lên hẳn đỉnh ngót nó phải 5m nữa các bạn nhé. Độ cao 5m các bạn ạ. Đây này, trước kia bọn em làm là cây này tiếp này, cây này cũng cao như vậy các bạn này. Đoạn ngọn trên ấy. Đó, như vậy nó thẳng đứng các bạn nhé. Nhưng năm nay bọn em thì làm được một cây đấy các bạn nhé. Vì mùa nắng nóng quá làm không được ạ. Mà rơm năm nay nó bệnh, đúng không? Rơm. Chống xét đâu, nói chống xét nữa. Mệt. Cái ngọn thiếu cây anh nối thêm, nhưng mà chống xét. Anh nói đây, anh nói chơi các bạn nhé. Đó, toàn cảnh cây rơm đây các bạn này. Giờ thì em đến buổi tối, gần tối thì hai anh em không làm nữa, chải chuốt xong là để khi nào nó nún xuống thì sẽ cho một số rơm này lên các bạn nhé. Và một cái xe nữa, một xe đây, còn một xe đây làm trên ngọn các bạn nhé. Là cái rơm này dạng to các bạn ơi. Cái xe này thì nó, xe này nhỏ nhưng mà xe này bọn em sẽ xe như này bằng một cung lông các bạn nhé. Nó gấp đôi này bằng một cung lông rơm đó, chở. Đó, như quang cảnh này quý anh chị thấy thì em Tony Tiến thì cũng phục vụ chuyện... chuyện tình cây rơm các bạn nhé. Đây là chuyện tình cây rơm các bạn ạ. Chuyện tình cây rơm thủ ấy. Em thì trước kia thì cũng trò nhỏ cũng hay thích ra đống rơm các bạn nhé. Thời thanh niên cũng thích ở đống rơm lắm ạ. Thời tuổi thơ ấu thì ai cũng có một tuổi thời tuổi thơ ấu các bạn nhé. Cái dây hôm qua em buộc đây ạ. Em đi xuống đấy. Tối hôm qua em đi xuống và em vác cái thang đây nữa các bạn nhé. Hình ảnh vác cái thang đó. Nhìn đống rơm nó khác ạ. Em khi lên là chúng ta dựng cái thang bước lên trên đoạn dây tận trên này, là chúng ta cầm dây chúng ta kéo lên thì cái rơm chúng ta không bị ảnh hưởng gì nhé. Xuống cũng vậy các bạn nhé, xuống chúng ta tụt cái dây này.
Nó toàn cảnh đây thì toàn cảnh cây dơm, như quý anh chị đây em đã zoom xa ra một chút thì quý anh chị nhìn thấy toàn cảnh luôn đó, từ trên ngọn đó. Và em làm như một cái vại, quý anh chị tưởng tượng như một cái vại. Cây dơm này theo em nghĩ là rất ít người có cây dơm to như này các bạn nhé. Cây dơm này là anh lấy một tuần các bạn này, hai người đi lấy một tuần các bạn nhé. Em mới tính gì trị giá khoảng 5 triệu rồi, xong là tí nữa làm xong thì em sẽ thử bật lửa xem sao quý chị thấy có thấy được không ạ. Nếu bỏ 5 triệu ra thì anh chủ này anh sẽ cho bật thôi các bạn ạ. Em nghĩ nếu bỏ 5 triệu ra khả năng không cháy các bạn nhé, vì bật lửa không có ga rồi mà cháy các bạn, bật lửa hết ga thì em nói thế thôi chứ bao nhiêu công sức của nông dân chúng ta mà chúng ta cầm tiền vất đi cửa sổ nó không chính đáng các bạn nhé. Nói em nói thế thôi chứ còn ai mà có gan mà thật sự mà làm liều lĩnh mà đốt được cây dơm này thì em nghĩ là người có bản lĩnh lắm nhá. Số tiền không quan trọng, người ta tính giá trị các bạn ạ, tính giá trị công sức của họ đấy. Như vậy tất nhiên bỏ 5 triệu thì họ vẫn cho thôi quý chị nhá, nhưng mà theo em bỏ 5 triệu ra để đốt cây dơm này nó không có ý nghĩa các bạn ạ. Quay lên thì sẽ bị cộng đồng mạng chửi chứ, vì bao nhiêu công sức của họ, dù mình không phải mình bỏ tiền ra rồi mình mua rồi nhưng cũng được. 5 triệu họ muốn bán đó các bạn ạ, chứ đừng nói 1-5 triệu họ bán, vì họ làm ra họ để dơm đây để cho bò ăn, với cho nhiều lúc mùa đông thì cho bò với lợn gà các bạn nhé, heo với gà chứ đó, họ cần cái đó. Mà một số này mà để hiện tại giờ trồng cây mà ủ trên đất thì các bạn này, trên nền đất này độ ẩm để giữ độ ẩm rất tốt nhé, nó giữ độ ẩm mà sau đây nó mục ra thì cái đất mình nó tốt ạ. Đây em đang quay toàn cảnh cây dơm này một chút, em cũng xin phép để dừng nhé các bạn nhé, vì hôm qua buổi tối quá anh em làm không được các bạn này, nhà thì xa mà cây dơm thì nhà xa mất mấy chục mét ạ. Đó như quý anh chị đã thấy đây, lúc đấy này có anh vừa chải ruốt xong ra một đống đấy được, xuống một đống dưới này chưa lên các bạn nhé. Hiện tại giờ những chú gà mái rất thích như các bạn này. Ở đây cận cảnh bữa nào em sẽ tìm trứng gà cho quý chị nhé. Đây cả một vườn gà các bạn này. Đó, gà đây thì cây dơm này nó rất lý tưởng các bạn ạ. Nó nằm ổ đấy, nó sẽ đẻ đây nhé. Hiện tại giờ gà đây ra ăn thóc các bạn này. Gà đây gà đi bộ của Sơn Đòn các bạn nhé. Gà toàn núa ăn thóc này. Đây toàn bộ gà đây, em đã zoom to lên gần quý chị thấy này. Cả vườn gà đó. Bên một đám gà đó, bên đây nữa, trước mặt đây ạ. Đó, như quý chị đã thấy gà đó. Em giảm xa cho quý chị nhìn thấy toàn cảnh gà luôn. Đó. Quý chị nào em cũng khoảng tầm bên đây khoảng mười mấy con, 20 con, khoảng tầm chắc cũng 50 con các bạn nhé. Không nuôi nhiều đâu, nuôi 50 con gà để đẻ mới ăn uống trong nhà đó các bạn ạ. Có không có việc gì thì họ ăn uống, chứ không phải là nuôi cây công nghiệp các bạn nhé. Này tự do mà. Vì đó như quý chị thấy là vườn đất rộng này, rau khoai rau riếc như rất nhiều đấy. Đây này lý tưởng cây dơm đây. Toàn bộ cây dơm đây các bạn nhé. Cây dơm đây đất cỏ riếc nó dùng rất tốt ạ. Rất đó, đây thì sản phẩm chủ yếu là có hai con bò đây, phục vụ hai con bò đấy các bạn, dơm này phục vụ hai con bò này các bạn này. Đó, em zoom xa là nhìn thấy ạ. Đó như quý anh chị đã thấy. Còn nhà đây thì em sẽ giảm xuống ạ. Đó, nhà đây thì ở cách xa, hôm qua cách xa khoảng tầm 30 mét các bạn nhé. Thì điện nó không tới đâu ạ. Điện nó không sáng tới thì em quay cũng hơi tối, mong quý anh chị thông cảm, bây giờ cũng hơi tối rồi ạ. Hôm nay em vừa đi làm về để em ngắm lại cái dơm sản phẩm hôm qua của em Tony Tiến đánh đây quý anh chị nhá. Nói vậy thôi, anh em giúp nhau chứ không phải là đi làm thuê đâu quý anh chị ạ. 100k thì cái sức khỏe của mình là chính, nhiều lúc này. Trời hôm qua nó muốn mưa các bạn ạ. Mưa thì đánh dơm thì nó sẽ bị hư dơm, nó không được thơm dơm các bạn nhé. Bọn em đã làm được này rồi thì nó là giờ thì thần tự là vô tư rồi. Là cây dơm nó không bị vấn đề gì hết ạ. Cây dơm thì giờ là có mưa thì mình cũng nó như là có ngọn rồi, nó sẽ tuột xuống các bạn, nó không bị hư dơm, nó bị đoạn trên thì không đáng kể các bạn ạ. Đó, đây bắt đầu giờ anh cho gà ăn, bỏ lúa thóc cho ăn đây các bạn này. Đó anh đổ đây, gà đang đứng một chỗ rồi. Đó gà đang đứng, hôm nay này anh làm xong rồi anh cũng có cái ngọn điện ở gần đấy thì nó sáng một tí nó không ăn thua rồi. Giờ chưa tối đó, gà đang ăn đấy các bạn nhé, anh cho ăn lúa đó. Đó thì đây sản phẩm của em Tony Tiến đây, xin quý anh chị xem và nhớ tặng em Tony Tiến một like nhá. Rồi cuối video em Tony Tiến, sản phẩm em Tony Tiến hôm qua cũng có công sức ở đây ạ. Nhưng nói là công sức hai anh em thôi, nhưng mà công sức em đánh từ dưới đất lên nhé. Quý anh chị hôm qua tối quá nên em chưa chia sẻ được, thì quý anh chị thấy đường kính
từ bên này qua bên kia nó khoảng tầm 4 mét các bạn nhé, 4 mét bề ngang ạ, cao khoảng 4,5 mét các bạn nhé. Đó là cây dơm sản phẩm của tụi em ạ, còn một ít ở dưới đây với gọi trên cái xe này nữa thì bọn em sẽ làm cái ngọn vừa đẹp các bạn nhé. Rồi cuối video em Tiến xin phép dừng đây, xin quý anh chị hãy tặng em cho Tiến một like nhá, để em có động lực ra video tiếp theo ạ. Và thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho nhiều cùng xem ạ. Và anh chị em chưa bấm nút chuông tiện bấm nút chuông, rung nút chuông luôn để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tiến Sơn Đồng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.